chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 9 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tính Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2021, vàng miếng SJC tăng từ 50 đến 300 nghìn đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay điều chỉnh tăng theo xu hướng của thế giới vì lo ngại khả năng thanh toán dài hạn của tập đoàn bất động sản Trung Quốc đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng SJC trong nước tăng trở lại hầu hết trên các cửa hàng kinh doanh, cụ thể là tại cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh hai miền Bắc và Nam, giá niêm yết mua và bán đồng tăng 300.000 đồng trên một lượng. Tại hệ thống BNJ, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và đứng yên ở chiều bán ra. Cùng thời điểm khảo sát, tập đoàn Phú Quý, vàng SJC điều chỉnh tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, tập đoàn Doji đồng loạt đi ngang cho cả hai chiều giao dịch. Hiện tại giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và giá trần bán ra đạt ngưỡng 57,5 triệu đồng trên một lượng. Các loại vàng nữ trang khác cũng điều chỉnh giá tăng trong sáng nay. Cụ thể là vàng 24K tăng 300.000 đồng trên một lượng, vàng 18K tăng 230.000 đồng trên một lượng, vàng 14K tăng 170.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.765 USD trên một ounce và giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 0,12% lên 1.766 USD trên một ounce. Giá vàng tăng trong phiên giao dịch vào ngày thứ hai vì lo ngại về khả năng thanh toán dài hạn của tập đoàn bất động sản Trung Quốc đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng đã bị kìm hãm bởi đồng USD mạnh trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chỉ số USD Index lên cao nhất trong gần một tháng đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index tăng 0,05% lên 93,23 điểm. Vàng đã mất đi sự hỗ trợ từ lãi suất trái phiếu khi giới đầu tư đang đổ xô vào trái phiếu, một tài sản an toàn khác, vì lo ngại công ty bất động sản Trung Quốc vỡ nợ. Và chiến lược gia hàng hóa cũng cho biết mọi người đang phản ứng với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng cuộc họp của Fed trong tuần này cũng rất quan trọng. Bất cứ gợi ý nào cho thấy ngân hàng trung ương sớm giảm thu mua tài sản sẽ trở thành vấn đề gây tranh cãi, và điều đó có nghĩa là giá vàng sẽ điều chỉnh đáng kể. Ủy ban thị trường mở liên bang sẽ họp vào ngày 21-22 tháng 9. Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát và sự mất giá của tiền tệ gây ra bởi các chương trình kích thích với quy mô lớn. Do đó, một động thái cứng rắn từ Fed sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng, trong khi việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Thị trường chứng khoán thế giới đã giảm do các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro lan tỏa đối với nền kinh tế toàn cầu từ những rắc rối của tập đoàn bất động sản Trung Quốc. Những lo ngại về rủi ro hệ thống không còn nghi ngờ gì cũng có thể tác động tới thị trường. Nhà tư vấn độc lập cũng nhận định, chúng ta thường thấy các dòng chảy vào đồng USD và vàng, vào đồng Yên, Nhật khi các nhà đầu tư lo ngại.
Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc tăng 0,2% lên 22,44 USD trên 1 ounce sau khi chạm mức thấp nhất từ tháng 11 năm 2020. Giá bạch kim giảm xuống 2,1% xuống còn 921,5 USD trên 1 ounce, trong khi giá palladium giảm 3,4% xuống còn 1,948 USD trên 1 ounce. Theo ông Malay cho biết, giá của các kim loại được dùng làm chất xúc tác trong sản xuất ô tô khó có thể phục hồi cho đến khi môi trường nhu cầu bắt đầu tốt hơn. Dự báo giá vàng vào ngày 22 tháng 9 năm 2021 có thể tiếp tục tăng khi áp lực đồng USD mạnh lên vẫn đang đeo bám. Vào hôm nay, vàng bật tăng vào đầu phiên nhưng đến cuối phiên lại đứng yên. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch vào chiều nay, nhưng đồng USD mạnh tiếp tục gây áp lực trên thị trường kim loại quý. Điều này có thể ảnh hưởng tới xu hướng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.